chạy ghê quá. Yamaha US32 cabin máy lạnh nha cả nhà, mới cập bến tại cửa hàng. Con này là cơ toàn bộ luôn, bếp kim, trợ lực lái chạy nhanh, cabin máy lạnh mát mẻ, vô thủy bếp các thứ, chạy đang ngon xe hơi luôn nha cả nhà. Ngược mà em mã ngon xe hơi luôn á. US32 cabin máy lạnh, quay vô lăng nè, mở cửa cho anh sáng, quay vô lăng trợ lực lái, đèn đuốc vậy đó. Mấy con này lái sướng lắm nha cả nhà. Đó, mang bản hiệu đấu giá 2195, 32 ngựa, đèn nha, cái đèn pha trước nè, đèn pha trước là sao nó không sáng, nó cháy bóng nè. À, thôi tập lên mọi người, yên tâm nha, mua là bên em kiểm tra là đèn đuốc đầy đủ nó mới giao cho mình. Đạp ga lên, thôi đạp ga lên, đạp ga lên, đạp lại. Bên em test men nha cả nhà, con này có ben nghiêng luôn, đó, ben nghiêng là cái móc là đầy đủ. Nay mùa nóng rồi, mưa vừa nóng vừa mưa, trái mùa nha cả nhà, rất là dễ đau bệnh. Nên là mình ngồi trong cabin máy lạnh á là nó phải an toàn cho sức khỏe, bảo vệ sức khỏe của mình là trên hết. Đây, cố xới. Ngon luôn nha. Rồi, ok. Rồi, xuống xuống. Cả nhà thấy không? Còn đất còn đai luôn, đầy độ đầy như cabin luôn này. Nguyên xi luôn nha. Đó. Đây là có hộp đựng đồ nghề này. Đồ nghề của em nó này. Ghế nguyên rin luôn. Đây, dưới ghế đây. Dây đai thắt an toàn là đầy đủ. Đây là có cái vỏ đựng nước uống cả nhà. Đây mát à. US 32, 32 ngựa này. Nguyên đinh luôn ha. Này bên em chưa xịt rửa chưa dọn dẹp nha cả nhà. Còn nguyên đinh mới tân luôn này. Office đây. Office chốt còn mới luôn. Hàng nguyên xi nha, bên em sẽ cho dọn cho sạch cho đẹp cho cả nhà.
Ở đây bọn em chưa dọn là hàng mới về nên là em quay rồi cho cả nhà xem ha. Gạt mưa gạt nước thì đầy đủ luôn nha. Mọi người sử dụng máy lạnh là nhớ là mình phải tắt máy lạnh trước khi rồi mình mới đề máy nha cả nhà. Và trước khi tắt máy mình phải tắt máy lạnh mới đồ đã rồi mình hẳn đề tắt máy. Đó là quy luật để mình sử dụng máy là nó được bền. Đây chế độ lạnh chế độ nóng nha cả nhà ha. Và các tầng gió thổi AC. Bật máy lạnh là cần gạt nước bằng đồ nói chung đầy đủ hoạt động hết đó. Mọi người mua thì bên em muốn test thì bên em test cho mình coi đồng hồ. Em ra ngoài đây quay cái máy cả nhà xem. Khoang ngồi lái thì khá thoải mái luôn nha. Tay cầm em này còn rất là đẹp thoáng vào luôn nè. Đó. Nguyên zin luôn nha cả nhà. Hàng nguyên zin mới về. Còn đất này cả nhà thấy không? Đây là cái sơn zin của nó chắc ra. Sơn zin chắc ra. Ốc vít từ ngay đây nó còn vàng sáng chắc ra đây thấy vàng cả nhà thấy không? Đó. Đó. Chị có tiền tắm hay đắp cho tôi chứ? Cánh quạt cánh nước đầy đủ nha cả nhà. Rồi mình xem luôn cho xếp bên hông của em đó này. Đó. Ốc này ốc có gì có hai ốc vàng sáng rồi, ốc này hơi đấy. Bẩn cái này thấy không? Đó, cái nắp này bẩn nè, nó còn cái này cái chốt nè. Nó còn sáng vàng luôn cả nhà này. Sáng vàng luôn nè. Sáng vàng xanh luôn. Chốt nó còn sáng vàng xanh luôn. Đấy. Đây là đất nha. Đó, nó đang nguyên zin. Bô luôn, đẹp luôn. Con này là bô thẳng, đẹp, nguyên zin, mang biển hiệu đấu giá 2195. Đó. Dưới cái nắp bẩn em nó còn nguyên tem nè. Tem mát luôn. Chốt nó còn mới luôn à. Bình nước phụ đây xanh lè luôn cả nhà. Hai speed nè. Đó, đây là dòng xe chạy nhanh nha. Và hai cầu trợ lực lái. Ga cơ bên cơ luôn nha cả nhà. Đấy cả thấy ga cơ không? Vàng luôn nha. Vàng nè, vàng sáng tỷ màu cái chỗ này sắp tất lên nè cả nhà thấy không? Quay sát cho cả nhà xem rồi đó vàng luôn. Động cơ 4 máy à, quên động cơ 3 máy nha. Từ 35 trở lên động cơ 4 máy nha cả nhà. Còn 32 rồi 31 là động cơ 3 máy. Ủa cái này cái trọng đẹp quá nha. Còn nguyên tem mà nó vàng luôn nha mọi người. Nó vàng đây. Mọi người thấy không? Nó vàng trẻ luôn. Heo bét còn sáng luôn. Cái bát thì là mới này. Mọi người thấy không? Rồi cái dây thắng của nó trời. Nhìn mới toanh luôn. Ốc vít rin luôn nha. Rin mà vàng như đẹp nha cả nhà. Đó, cả nhà xem nè. Quay kỹ cho cả nhà tham khảo.
chú con bửng mà còn vàng luôn nè mọi người thấy không? Đây, em xin phép nghe điện thoại tí nha. Rồi cái đùi sâu nha cả nhà. Đó, con này có ben nghiêng luôn, cái mốt rồi đầy đủ. Đùi sâu nguyên zin đẹp luôn, to khủng ha. Nó chứa là khoảng 40 lít đổ xuống nha cả nhà. Rót dầu thì còn mới tanh. Rồi, đây là đất nha, đất tám nha. Đó. Đùi đinh đẹp. Giờ mình đi tới cặp lớp nè, cặp lớp của em nó lớp sâu 12.426, lớp nguyên zin của Nhật. Lớp nguyên zin của Nhật luôn nha nhà. Lớp nguyên zin đẹp luôn. Con này lớp sâu rất là đẹp luôn, còn rất là mới luôn cả nhà, còn cả gai gió luôn cả nhà thấy không? Còn nguyên gai gió xung quanh luôn. Mâm rin. Đó. Ốc vít nè, nhà xem ốc vít đó này. Sáng xanh xanh luôn nha. Nguyên tin bên em chưa có dập lại, vẫn còn để nguyên tin luôn. Con này cặp lớp sau thì mắt lớp tin đẹp rồi, lớp nó còn mới lắm. Lớp này thì gọi là mới gần như là 98-99% cả nhà. À, còn lớp trước thì bên em thay rồi nha. Bên em thay cái lớp trước rồi nha cả nhà. Piron của Hàn Quốc 716. Mâm bên trước thì bên em qua dặm lại rồi. Đó. Office này sáng đẹp sáng xanh luôn. Rồi lớp mới thì không cần nói nhiều. Rồi chào cả nhà, mình xin kết thúc video tại đây. Ai cần sở hữu em này thì cứ nhấc máy liên hệ với mình nha. Hẹn gặp cả nhà những video tiếp theo dân ma US 32. Nó nằm cái này đấu giá 2195 nha. Rồi ai cần thì cứ liên hệ. Xin chào.